Thưa quý vị, sau khi có tin diễn ra hoạt động khảo sát tiến tới xây dựng cáp treo tại Sơn Đoòng, ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Bình đã lên tiếng với báo chí rằng không có chuyện làm cáp treo vào hang Sơn Đoòng mà chỉ có dự án làm cáp treo đến hang Én mà hai hang này cách nhau đến 3,5 cây số. Đài Á Châu Tự Do đã liên lạc với ông Đinh Huy Chí là Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để hỏi thông tin liên quan thì ông chỉ trả lời ngắn gọn và từ chối không bình luận gì thêm. Đâu đã làm gì đâu, có làm gì đâu mà có đã làm gì đâu chưa làm gì mà. Bất chấp lời giải thích đến từ cơ quan chức năng, hiện đã có hơn 143.000 chữ ký trực tuyến phản đối dự án này. Vào tháng 7 năm 2017, thưa quý vị, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, viết tắt là UNESCO, đã đề nghị Việt Nam hủy bỏ vĩnh viễn kế hoạch xây dựng cáp treo vào hang Sơn Đoòng và cho đến nay khuyến cáo đó vẫn còn hiệu lực. Trong phần nhận định về vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, trong đó có hang Sơn Đoòng, UNESCO đã nêu rõ các yếu tố tác động đến di sản như dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, xâm phạm rừng, khai thác gỗ trái phép, sự giảm sút và biến mất của một số động thực vật. UNESCO cũng đã thẳng thắn nêu ra rằng chính quyền địa phương và trung ương đều thiếu kế hoạch quản lý khách du lịch, thiếu cảnh báo về tác động của khách du lịch và các hoạt động vui chơi giải trí, trong đó có dự án cáp treo vào trong động Sơn Đoòng. Đài Á Châu Tự Do chúng tôi đã liên hệ với UNESCO trụ sở ở Hà Nội và được ông giám đốc Michael Croft cho biết. Vấn đề xây dựng cáp treo tại hang Sơn Đoòng đã được đề cập đến tại Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra tại Krakow, Ba Lan vào tháng 7 năm 2017. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam đã đưa ra quan điểm rõ ràng rằng họ không hề có ý định xây dựng hệ thống cáp treo tại hang Sơn Đoòng và cũng không có ý định cung cấp bất cứ phương tiện nào để tiếp cận hang này. Một người làm nghề hướng dẫn viên du lịch tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết là đúng là hiện tại chưa có dự án cáp treo nào đang được tiến hành tại hang Sơn Đoòng mà chỉ có một nhóm người đến khảo sát suốt một thời gian dài. Anh chia sẻ quan điểm về việc xây dựng cáp treo tại đây. Hiện tại thì mình thấy dư luận đang còn nghiêng về họ là cáp treo ở hang Sơn Đoòng, nhưng thực ra không phải là ở Quảng Bình không làm cáp treo về hang Sơn Đoòng mà cáp treo về Phong Nha - Kẻ Bàng là một số cái điểm ở trong Phong Nha - Kẻ Bàng mà UNESCO cấp phép ấy, thì mình nghĩ đồng ý để làm ở đó để phát triển kinh tế của địa phương. Một bạn trẻ tên là Nguyễn Ngọc Xanh đã tham gia vào chương trình Cứu Sơn Đoòng, Save Sơn Đoòng, cho Đài Á Châu Tự Do biết lý do mà bạn phản đối dự án cáp treo tại đây. Sau khi mà em xem cái đó và đọc báo và đọc thông tin thì em biết là cái hệ sinh thái của Sơn Đoòng là hệ sinh thái mù. Nên là nếu mà con người vào và với cái lượng người nhiều á thì cái khí CO2 mình thở ra và ánh sáng mình mang vào hang sẽ giết chết cái hệ sinh thái ở trong đó. Hơn nữa thì em nghĩ là để khám phá thiên nhiên thì mình đi bằng đi bộ thì nó vẫn sẽ là trải nghiệm tốt hơn so với việc là mình đi bằng cáp treo. Và em nghĩ là nếu như mà mọi người muốn chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp trong hang thì cũng có thể sử dụng những cái phương tiện khác giống như là nhìn bằng kính thực tế ảo ạ. Thưa quý vị, chúng tôi cũng đã đặt câu hỏi về mối quan ngại với thiên nhiên, môi trường nếu xây dựng cáp treo tại hang Sơn Đoòng với ông Nguyễn Huỳnh Thuật, là thạc sĩ môi trường quốc tế và phát triển cộng đồng tại Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo, Nhật Bản. Ông Thuật cho biết. Nếu mà mình làm cái cáp treo vào động Sơn Đoòng như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến những cái đá mà gọi là cast núi đá vôi á. Đó là một cái ý rất là tế nhị là cái đợt mà Obama sang Việt Nam á, thì mình có hỏi ý kiến của Obama á, thì Obama nói rằng đó, nếu mà chỉ có mấy cây số như vậy thì Obama cũng sẽ sẵn sàng đi bộ chứ không có phải là đi cáp á chị. Những hệ sinh thái núi đá vôi nó bị phá vỡ và nó sẽ mang theo, nó ảnh hưởng tới những cái hệ sinh thái khác gắn với thiên nhiên con người ở đó. Và một đặc biệt là những cái theo thủ tục biết là nó có những cái hồ ở chị, những cái hồ nhỏ đó, những cái hồ nhỏ trên núi đá vôi đó thì đó là một cái hệ sinh thái rất là đặc trưng và nó có nhiều loài đặc hữu đó, nó sống ở đó chị. Nếu mà mình làm cáp treo thì nó sẽ liên quan tới rất là nhiều thứ như tiếng ồn nè, rồi bụi nè, rồi những cái tác động, những cái hóa thạch hay là những cái đá vôi mà nó rơi rụng từ trên cao xuống đó, thì nó sẽ làm phá hủy, nó phá vỡ cái hệ sinh thái.
Thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Thuật cho rằng Sơn Đòn không những là di sản của Việt Nam mà còn của cả thế giới. Vì vậy, cả thế giới cùng với UNESCO và lương tri nhân loại phải có trách nhiệm bảo tồn. Còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Trình là Viện trưởng Viện Bảo vệ Môi trường và Phát triển Bền vững lại nói rằng ông chưa thể khẳng định là có đồng tình hay phản đối dự án cáp treo ở Sơn Đòn bởi vì chưa có đủ thông tin. Tuy nhiên, ông vẫn đưa ra cái nhìn chung. Bây giờ thế này, bây giờ nói là đồng tình hay là phản đối thì chưa có cơ sở, vì mình chưa có nghiên cứu gì chuyện đó. Nhưng nếu mà thuần túy về cái quan điểm là bảo tồn thiên nhiên ấy, thì đồng tiền trên thiên nhiên thì không nên. Ví dụ như là những cái cáp treo khác mình biết, ví dụ cáp treo Hoàng Liên Sơn và cáp treo trong các cái vườn quốc gia ấy, thì theo ý kiến mình thì không nên làm, bởi vì cần phải bảo tồn thiên nhiên. Thì nếu nó làm trong vùng lõi thì không nên, bởi vì cái đấy theo quy định của Việt Nam cũng như UNESCO ấy, thì những cái gì mà làm trong vùng lõi thì không nên làm, mà chỉ để làm để tham quan, để học hỏi, để nghiên cứu khoa học thôi. Hang Sơn Đòn được coi là hang động tự nhiên lớn nhất trên thế giới. Hang này là một phần của hệ thống ngầm nối với hơn 150 động khác ở Việt Nam. Năm 2014, tờ Thời báo New York đã xếp hang Sơn Đòn vào vị trí thứ 8 trong danh sách 52 địa danh mà mọi người nên ghé thăm. Từ năm 2015 cho đến năm 2017, các tuyến du lịch vào Sơn Đòn được tỉnh Quảng Bình cấp phép khai thác bằng hình thức đi bộ thám hiểm xuyên rừng. Mỗi năm, Sơn Đòn chỉ đón số lượng khách giới hạn từ 500 cho đến 600 khách. Và năm 2017, đơn vị lữ hành được phép khai thác đã đưa khoảng hơn 600 người vào kỳ quan có 102 này.